Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, cũng như toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và trong cái thời lượng video dài khoảng hơn 10 phút này, thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn những cái sản phẩm rất là đặc sắc của video. Và cái sản phẩm đầu tiên mà em đang quay và giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng, đó là một bộ dàn đại của hãng Onkyo BAC50. Và đây là bộ dàn 5 thớt gồm một cái CD, một cái âm ly, một cái đầu cassette, một cái equalizer và một cái điều chỉnh radio. Và bộ dàn đại này thì của hãng Onkyo người ta làm, và loa thì người ta lại sản xuất tại Đài Loan, và súp trầm thì được làm tại Nhật, và tất cả bộ dàn 5 thớt thì được làm tại Nhật, chỉ có loa duy nhất là người ta làm tại nước thứ ba. Và quý vị và các bạn có thể thấy thông qua một số những góc quay thì theo như trực quan của em thì đây là bộ dàn rất là mới. Và bộ dàn này thì sau khi em mua ở tiệm thì em đã kết nối và em đã test tất cả các chức năng ở trong tiệm và em thấy nó rất là ok. Và ngay sau khi ra khỏi cửa tiệm thì em dựng video để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng. Và công suất cực đại của loa là 120W. Và đây là bộ dàn rất là đẹp, và mức giá em đã công bố là nó có hai mức giá. Mức giá thứ nhất là đi đường bay là 14 triệu, và mức giá thứ hai đi đường biển là 11 triệu. Và nó có hai mức giá như vậy để quý vị và các bạn có thêm những sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là ngay cả những đường viền góc cạnh góc của loa thì nó không có hiện tượng bị nở, đặc biệt là không có hiện tượng bị ngấm hơi nước. Dàn vẫn còn rất là mới, rất đẹp. Và bộ dàn này thì rất thích hợp để các bác kê nghe, đặc biệt là các bác nghe những bộ dàn như thế này thì chất âm nó rất là hay. Và khi quý vị và các bạn nghe những dòng nhạc của Bolero thì nó tái tạo lại một chất giọng rất là trung thực, và một bản nhạc nó tái tạo lại vô cùng sống động. Em đã từng nghe những cái bộ dàn đại như thế này và em cảm thấy chất lượng âm thanh của nó rất là tuyệt vời. Chính vì thế, quý vị và các bạn cũng có thể thấy được là ở Việt Nam các bác chơi những bộ dàn như thế này rất là nhiều. Và bộ dàn này thì nó có hai mức giá em đã công bố. Mức giá thứ nhất là 14 triệu đi đường bay, và mức giá thứ hai là 11 triệu đi đường biển. Và nó có hai mức giá như vậy để quý vị và các bạn lựa chọn. Và nếu như quý vị và các bạn ưng được cái sản phẩm này, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại, sau đó là gửi vào Zalo cho em ạ. Và quý vị và các bạn có nhu cầu test bộ dàn này thì sau khi về nhà thì em sẽ test cẩn thận và em sẽ gửi bản test cho quý vị và các bạn. Hoặc là em sẽ test và em sẽ đăng lên YouTube để quý vị và các bạn tiện bề mua sắm ạ. Rất đẹp luôn ạ. Và rất là hiếm khi mà em gặp được bộ dàn mà nó còn chạy full cả chức năng. Và ở góc máy quay này thì quý vị và các bạn có thể thấy được là ngay sau khi ra khỏi tiệm là em đã dựng video để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng. Và bộ dàn đại của Onkyo thì em xin thông báo lại là em bán về đường bay với mức giá là 14 triệu, và với mức giá là 11 triệu là em sẽ đóng đường biển. Và nó có hai mức giá như vậy để quý vị và các bạn có thêm những cái sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, tiếp tục thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một chiếc đầu cassette rất nổi tiếng của hãng Sony. Và nó có model là Sony KA3ES, TCK3ES như quý vị và các bạn đang thấy trong video. Đây là một chiếc đầu cassette cao cấp của hãng Sony. Nó dùng một cái đầu từ 3 hia. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là chiếc đầu cassette này trong tình trạng rất là đẹp và rất là mới. Máy em vừa mới mua ở trong tiệm ra, và sau khi về đến nhà là em tranh thủ em cũng test để gửi đến toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và đây là cái thông số kỹ thuật của máy, AC 100V và công suất của máy là 23W. Và cái số seri của máy thì quý vị và các bạn cố gắng là chụp màn hình cái số seri để khi quý vị và các bạn mua thì khi về quý vị và các bạn có cái số seri để chúng ta so sánh. Qua đó quý vị và các bạn biết được là cái đầu cassette này thì em đã gửi trực tiếp cho quý vị và các bạn từ Nhật Bản về. Và trước khi đi vào phần test thì em đã review qua một số những góc quay, và quý vị và các bạn có thể thấy được là cái ngoại thất của máy cực kỳ là mới. Về nội thất của máy thì tất nhiên là máy chưa tháo vít, và máy còn nguyên cả điều khiển.
Và ngay sau đây thì em sẽ test một số những chức năng của máy và em sẽ play thử để quý vị và các bạn nghe một đoạn nhạc Việt. Lúc này thì em đang tua, thì quý vị và các bạn hãy cố gắng lưu ý là em sẽ để tua lâu một chút để quý vị và các bạn thấy được là sau khi tua thì nó không có hiện tượng bị nhả băng. Một chiếc đầu cassette rất nổi tiếng của hãng Sony, và quý vị và các bạn có thể dùng chiếc đầu cassette này để chúng ta nghe cái đường giải mã cũng rất là hay. Và chiếc đầu cassette này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 8 triệu. Với mức giá là 8 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Vâng, vừa rồi thì em đã test một số những chức năng của máy và máy chạy rất là ok. Và em xin thông báo lại là chiếc đầu cassette KA3ES này em bán về đường bay với mức giá là 8 triệu. Với mức giá là 8 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ liên hệ theo số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, tiếp tục thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một chiếc xe thể thao khung nhôm và gắp trước là gắp carbon. Xe còn nguyên bản và theo như đánh giá của em thì xe vẫn còn rất là mới, rất đẹp. Và tất cả những linh kiện của xe thì vẫn còn nguyên bản theo xe. Và đây là cái size 42. Và với một size 42 thì nó sẽ thích hợp đối với các bác có chiều cao từ 1m65 đến 1m70. Từ 1m60 đến 1m70 là chúng ta đi cái size 42 rất là vừa. Và theo như trực quan của em thì cái xe này nó không có hiện tượng bị đổ, đặc biệt là không có hiện tượng bị đâm và không có hiện tượng bị ngã. Thì em dựa vào cái tay cầm lái của xe cũng như là cái phanh tích hợp chuyển derailleur và em thấy nó không có bị chảy xước, thì điều đó chứng tỏ rằng là xe không có bị đổ hoặc là không bị ngã. Và tất cả những linh kiện của xe thì em thấy nó vẫn còn nguyên bản và không có dấu hiệu bị thay thế. Rất đẹp ạ. Nói chung đây là một cái xe mà quý vị và các bạn về chúng ta cứ thế là sử dụng thôi. Bởi vì tất cả cái phụ tùng của xe thì quý vị và các bạn thấy nó vẫn còn rất là mới. Và tất cả những trang thiết bị của xe thì hầu như là người ta cũng đã trang bị đầy đủ. Ví dụ như là bình đựng nước này, rồi bơm tay này, người ta cũng đã trang bị đầy đủ cho quý vị và các bạn. Và chiếc xe này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 12 triệu. 12 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Xe đời 2014 và với mức giá là 12 triệu là quý vị và các bạn sẽ nhận về tay. Và đây là mức giá rất là rẻ mà em có thể bán cho quý vị và các bạn. Và ở góc máy quay này thì quý vị và các bạn có thể thấy được là cái nốp của xe vẫn còn rất là mới, nó không có độ mòn. Lốp vẫn còn rất là mới luôn ạ. Quý vị và các bạn về chúng ta cũng không cần phải thay lốp, cứ thế là đi thôi ạ. Và ngay sau đây thì em sẽ chuyển góc máy và em sẽ review cái bên trái của xe. Và cái bên trái của xe thì quý vị và các bạn có thể thấy được là người ta đã lắp một cái bơm tay cũng rất là xịn sò và một cái giá để đựng bình nước. Như vậy là quý vị và các bạn về chúng ta cũng không cần phải lắp thêm hai cái thiết bị này. Xe đã có chân trống rồi, quý vị và các bạn về chúng ta cũng không cần phải lắp cái chân trống nữa. Rất tuyệt vời luôn ạ. Và với mức giá là 12 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và với mức giá là 12 triệu là quý vị và các bạn sẽ không phải thanh toán thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Và đây là cái giá để đựng bình nước như quý vị và các bạn đang thấy trong video ạ. Và đây là cái bơm tay, gia chủ người ta cũng đã trang bị cho quý vị và các bạn một chiếc bơm tay rất là xịn sò luôn ạ. 12 triệu là quý vị và các bạn sẽ
sở hữu được một chiếc xe khung nhôm, gắp trước là gắp carbon. Và mức giá đó là quý vị và các bạn sẽ nhận về tay, ngay cả cái in xe vẫn còn rất là mới. Và em đã review xong chiếc xe và em cũng đã báo giá trực tiếp trong video. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại, sau đó là gửi vào Zalo cho em. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, vừa rồi thì em đã review và báo giá rất là chi tiết trong video. Và do thời lượng của chương trình quá hạn và do tính chất của công việc em phải di chuyển thường xuyên, và em cũng xin phép tạm dừng video ở đây. Và em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này, đặc biệt là quý anh chị và các bạn lần đầu tiên mà theo dõi được video ngắn của em. Xin vui lòng nhấn tay vào nút đăng ký kênh và sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Và em cũng xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân yêu. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị.